Nội thất Mộc Lâm Huy xin chào. Hiện tại Mộc Lâm Huy đã có mặt tại nhà chị Trang ở Long Tân, Nhân Trạch để giao cho chị bộ ghế Minh Quốc Đào tay 12 gỗ gõ. Đây là bộ ghế này chúng tôi đã xuyên suốt trong quá trình từ mộc tới sơn cho tới khi đi bàn giao cho chị. Đây là chị Trang. Xin chào chị Trang nhá. Đây là bộ ghế của chị Trang sau khi chúng tôi đã hoàn thiện và giao tới tận nhà cho chị. Đây là bộ ghế mặt vân, lựa vân, rất là đẹp. Vân dạ. Lựa tất cả các chi tiết và đó là sắc sảo. Hàng này thì hàng không tì vết luôn. Vân gỗ thì thuộc dạng vân VIP rồi. Các bạn có thể nhìn sơ qua là thấy vân nó cỡ nào rồi. Vân xoáy cuồn cuộn luôn. Rất là đẹp. Tất cả các cái đường nét chạm khắc ở trên bộ ghế này thì đều được Mộc Lâm Huy chúng tôi sử dụng công nghệ CNC. Đó là công nghệ chạm bằng máy vi tính. Toàn bộ được điều khiển bằng máy vi tính hết. Và tay ghế thì tay rồng thì thuộc là tay rồng lớn các bạn nhé. Con rồng này là cỡ lớn luôn. Và đục chạm CNC nó rất là sắc nét, nó to hơn bình thường. Đó. Bộ ghế này thì Mộc Lâm Huy báo giá với các bạn rồi là 30 triệu chẵn. Đây hóa đơn của chị đây. Đó, 30 triệu chẵn này. Đó, Mộc Lâm Huy luôn luôn công khai giá, các bạn không phải lo nhé. Đó, bên mình bán đúng giá, đúng hàng luôn, cho nên chưa bao giờ khách hàng phải cần phải bên mình phải bớt hay là gì cả nhé. Thì luôn luôn này bên mình có chính sách là giao hàng 40 km miễn phí và tặng kèm theo kính mặt bàn. Thì mình sẽ chi tiết cho các bạn xem bộ ghế này của chị. Đó, bộ ghế thì mình làm theo tựa chữ Phúc Lộc Thọ. Thì Phúc Lộc Thọ thì mình đục ở trên chiếc ghế băng dài. Đó. Và hai cái con thì mình đục chữ Phúc Lộc tiếp. Đó. Ở hàng tràm thì mình đục chữ Phú Quý, nhưng mà ở đây mình đục chữ Phúc Lộc. Các bạn có thể thấy các từng cái chi tiết trên tay ghế. Đó, rất là sắc nét, rất là đẹp. Tại vì vân thì Mộc Lâm Huy lựa chứ không phải là thông thường. Tại vì nếu như bộ 27 triệu thông thường thì vân thì chúng tôi sẽ chỉ lựa là không tì không vết theo đúng tiêu chuẩn, chứ chúng tôi không có để vết. Còn nếu hàng 30 triệu thì chúng tôi lựa vân luôn. Lựa càng nhiều càng tốt. Đó. Thì ở cái thời điểm hiện tại thì tôi nói các bạn là gỗ càng ngày càng hiếm. Đó, đặc biệt là gỗ gõ, gỗ nhóm 1 thì càng ngày càng hiếm rồi. Cho nên là để lựa được những cái bộ ghế mà nó không tì không rác thì nó đã là một sự cố gắng rất là lớn. Chứ chưa kể là lựa những bộ ghế nó đẹp như thế này, nó đẳng cấp như thế này thì thật sự là không dễ gì để có thể lựa được. Thế các bạn hãy lưu ý. Đây, mặt bàn mặt đôn đây. Vân rất là đẹp. Ghế đẹp không bé? Đó. Đây mình sẽ quay gần một xíu cho các bạn coi các cái đường nét chạm khắc nhé. Đây, Phúc Lộc Thọ. Đó, ba chữ Phúc Lộc Thọ thì mình đưa vào ghế băng đây, các bạn có thể nhìn một cách cận cảnh hơn. Đó, Phúc Lộc Thọ. Đây. Vân này thì thôi rồi các bạn ơi, không cần phải nói luôn. Nếu mà nói về lựa cây mà không tì không rác thì nó cũng như mình có nói đó, cũng là khó rồi đó. Đây là mình lựa theo vân cuốn luôn. Các cái đường nét chạm đục này thì vừa đục máy vừa đục tay. À, tại vì đục tay thì mới tạo ra được những cái đường nét nó sắc như này. Đó, nó sắc chảo như vậy. Thì đó là những đường nét đục tay này. Đó. Thì đục máy xong thì những đường nét nhỏ như vậy phải tỉa bằng tay. Tại sao mình đưa cái tay mình vô đây? Mình đưa tay vô đây cho các bạn có thể biết được là cái đường này nó nhỏ như nào. Đó. Nó làm cho bộ ghế ta rất là sắc. Cái quả đào ấy là các bạn nhìn thấy nó tròn vo luôn này. Đấy, nó tròn vo luôn. Tròn rất là đẹp. Đục rất là sâu nhé. Từ khúc ngoài này vô trong này cả 7-8 phân nhé các bạn nhé. Rất là sâu. Các bạn đã nhìn đó. Đây là rất là đẹp. Đó.
ghế băng giả. Vâng. Còn kia là chiếc kệ tivi vòm gỗ võ của Mộc Lan Huy thì giá là 8,8 triệu với kích thước 2m2. Đó. Thì trong đơn hàng này của chị Trang thì bên mình còn một chiếc giường cằm xe phản giá 8 triệu, một chiếc bàn học sinh và chiếc trang thờ ông địa. Thì đây trang thờ ông địa ở gỗ võ mình đã để sẵn đây rồi. Đó. Vâng. Mộc Lâm Huy mình xin phép được kết thúc cái clip ở tại đây nhé. Tại vì mình cũng đã làm nó khá là dài rồi và cũng đã đầy đủ thông tin về chất lượng cũng như là giá cả. Và mình xin phép kết thúc cái clip ở tại đây. Để cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Mộc Lâm Huy. Chúc cho các bạn luôn luôn gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống và luôn luôn là mạnh khỏe và bình an. Mộc Lâm Huy xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nha.